Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi có một cái đề tài lạ lạ, đó là gọi là niềm vui cuối đời. Chả là bắt đầu từ mấy ngày gần đây đó, thì chúng tôi có xem cái kênh YouTube của Vũ Quang. Tên của kênh đầy đủ là Vũ Quang Viconize. Thực ra chúng tôi rất là thích cái kênh này. Tất cả những cái đề tài đều đánh thẳng vào những cái người thế lực, từ những cái thế lực phản động. Nhất là cái ngày 19 tháng 5 đó, thì bắt đầu từ đó thì Vũ Quang đã điểm mặt thẳng tội ác Vatican, gọi thẳng Vatican và nói thẳng là Công giáo ở Việt Nam, và cũng nói tới tội ác của Ngô Đình Diệm hẳn hoi, đúng ý của đúng ở những cái đề tài mà chúng tôi đã tranh đấu từ mấy chục năm nay. Và đó là những cái đề tài chính của tác giả Nguyễn Mạnh Quang. Vậy chúng tôi xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang lên đây cho cái cảm xúc về hiện tượng đó. Thân kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay hân hạnh chúng tôi lại được tái ngộ cùng quý thính giả. Và hôm nay chúng tôi được ban biên tập sách hiếm mời lên đây để nói về niềm vui cuối đời của chúng tôi. Và cái niềm vui này coi như là lớn nhất trong đời tôi. Nếu mà nay mai mà tôi có đi vào cõi chết thì tôi cũng cảm thấy rất là hài lòng là cái ước mơ của tôi ngày nay đã trở thành sự thật. Và có cái người ở Việt Nam còn trẻ đưa ra trình bày cho nhân dân ta biết rõ cái sự thật này, để có thể thế hệ sau biết rõ cái sự thật lịch sử đau thương của dân tộc ta do giáo triều Vatican hay là cơ quan đầu não của giáo hội La Mã và cái tập thể tu sĩ và quân chiên Kitô người Việt đã nhắm mắt thi hành từ khi mà họ trở thành người có đạo đến bây giờ. Vậy công việc nào mà ông đã thực hiện cho cái ước mơ đó, và tâm sự nào mà ông ấp ủ từ mấy chục năm nay, có thể tóm tắt lại được không? Dạ, tôi có thể tóm tắt được là khi mà bước chân vào nghề dạy học ở đặc biệt là ở bên Hoa Kỳ này đó, thì tôi đã tìm ra được cái tội ác chính của giáo triều Vatican, tức là giáo hội La Mã, đối với nhân dân thế giới trong gần 2000 năm qua và đối với dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỷ thứ 16 cho đến ngày nay. Những cái tội ác này, những khu rừng tội ác này của giáo hội La Mã và của tập thể quân chiên người Việt không được sách chữ, sách của người Việt Nam nào trình bày bằng tiếng Việt để được phổ biến trong nhân dân Việt Nam, thì tôi ấp ủ cái đó và để tôi tìm đọc hàng ngàn tài liệu để viết thành những cái tác phẩm bằng tiếng Việt với hy vọng là được phổ biến trong tất cả những cái cộng đồng nào mà có nhiều người Việt, nhất là những người ở Việt ở trong nước và những người Việt ở hải ngoại. Và tiếp theo là chúng tôi đã hoàn thành được trên dưới, có thể nói là trên 100 bài viết và tác phẩm. Chúng tôi xin kể ra đây một số tác phẩm mà chúng tôi đã hoàn thành những cái tác phẩm này, hoặc là đã in ra thành sách, hoặc là đã đưa lên sách hiếm net hay là sách hiếm ọt. Khởi đầu là chúng tôi dịch cái bộ sách chữ Hoa Kỳ từ cái cuốn này dạy ở trung học, và tôi dịch ra thành ấy, vì nó dày quá người ta xé ra làm hai cuốn. Đây là cuốn gốc đó, là cuốn này có cái tên là This is America Story, và tôi dịch ra thì cái sở học chánh của tôi là Tacoma Public School, họ cho in và họ trả tôi cái tiền gọi là công lao được 500 Mỹ Kim, và họ in thế này tính ra in có thành hàng ngàn cuốn, nhưng mà tôi chỉ còn giữ lại ở đây là có hai bản thôi. Hai bản này là tôi giữ lại để sau này cho con tôi một bản, với lại cho những người nào mà tiếp nhận sách của tôi thì sẽ cho đó. Rồi tiếp theo thì tôi có, trước đó chúng tôi có viết một cái cuốn gọi là Đệ Nhị Thế Chiến và Chiến Tranh Lạnh. Cuốn này tôi viết khi tôi vừa mới du học ở Hoa Kỳ về và được chỉ định dạy ở tại Kiểu Mẫu Thủ Đức. Tôi thấy rằng ở Việt Nam cái môn lịch sử thế giới người ta cấm không cho dạy, và cái trường Kiểu Mẫu Thủ Đức thì do Đại học Ohio Hoa Kỳ nó bảo trợ, tôi được tự do, và do đó tôi mới soạn cái cuốn sách này, tên nó là Đệ Nhị Thế Chiến và Chiến Tranh Lạnh, để dạy cho các lớp 12 ở cái trường Kiểu Mẫu Thủ Đức. Và cuốn sách này được bắt đầu dạy từ niên khóa 71-72 cho đến khi tôi năm tháng 4 năm 75, khi mà cái trường đó được tiếp thu theo chế độ mới, tôi không biết ra sao. Tiếp theo là tôi có cái soạn
cái cuốn sách này gọi là bản bản in lần đầu. Chính ra thì cuốn sách này có cái tên đó là Khổ nạn của những người viết chữ chân chính. Thế nhà xuất bản văn hóa mới đề nghị với tôi là đổi tên là Việt Nam đệ nhất Cộng hòa toàn thư, có như thế thì mới bán chạy, và tôi cũng đồng ý. Thì cuốn này quả nhiên in ra thì trong vòng 6 tháng là bán sạch hết 1.000 cuốn. Rồi ông ấy đòi tôi sửa lại, bổ túc thêm có gì là in lần thứ hai, là cái cũng là cuốn này thì in năm 2000, còn cuốn này in năm 1998. Rồi sau đó thì tôi lại có viết thêm một cái bộ sách, tức là nói chuyện với những người tu sĩ Việt Nam. Đây là cái bộ sách này, nhưng mà đến lúc ông giáo sư Trần Trung Ngọc ông đọc cái bản thảo của tôi thì ông lại đề nghị rằng đổi là Thực chất của Giáo hội La Mã, và cũng do nhà xuất bản văn hóa xuất bản, nhưng mà ông ấy ngại nó phát cái tiệm sách của ông lại để tôi là tự xuất bản. Đấy, sau đó thì tôi có viết thêm cái cuốn sách này. Cuốn sách này gọi là Nói chuyện với Tổ chức Việt Nam Cộng hòa Foundation. Sở dĩ có cuốn sách này ra đời là vào tháng 7 năm 2003. Họ họp nhau ở dưới Westminster, họ viết một cái lá thư, thỉnh nguyện thư gửi cho Tổng thống Bush bây giờ, và gửi ra Liên Hợp Quốc yêu cầu can thiệp để tái lập một cái hội nghị Ba Lê để đòi lại cái Việt Nam, miền Nam cho họ. Thành ra tôi thấy ngứa mắt, rồi bà xã tôi tán đồng là viết cái cuốn sách này. Dường như là cái cũng cùng một ý đó, dường như hiện giờ nó vẫn còn trào đó, vẫn còn cái ý đó cho đến bây giờ. Tôi thấy có một ông già, ông đã từng làm dân biểu của thời ông Ngô Đình Diệm, ông ấy ở đâu bên Pháp, bây giờ thì ông cũng đã đến 90 tuổi rồi, ông cũng đã đề nghị và được nhiều người công giáo tán đồng là kêu gọi thiết lập lại cái hội nghị Ba Lê để đòi lại cái miền Nam cho họ. Đó thì đó là những cái tác phẩm mà tôi in thành sách. Còn có tới hơn 100 tác phẩm mà chúng tôi đã được phổ biến ở trong trang nhà sách hiếm, cũng như sách sách hiếm net và sách hiếm off và nhiều cái trang nhà khác có đăng. Thì cái số tác phẩm này hơn 100 tác phẩm. Ở đây chúng tôi xin tạm nói là có một số tác phẩm, thí như là Thực chất Giáo hội La Mã, Lịch sử và Hồ sơ Tội ác của Giáo hội La Mã. Cái bộ sách này dài tới 125 chương sách, nếu in ra người ta tính tới gần 2.000 trang. Tâm thư của nhà nước Việt Nam, vì sách của chúng tôi không được phổ biến ở Việt Nam, mà ở đây thì các cơ quan truyền thông do những người nhà thờ họ kiểm soát, họ không cho phổ biến. Thành ra chúng tôi gửi cái tâm thư của nhà nước Việt Nam thư ngõ, thì hy vọng rằng thơ này đến các nhà lãnh đạo chính quyền quan tâm đến vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng, tôi không biết chính quyền có đọc hay không, nhưng mà bây giờ thì tôi thấy rất nhiều người Việt Nam ở Việt Nam đã đọc những tác phẩm của tôi. Thành ra tôi thấy là có hữu hiệu. Đây là mối ác cảm của nhân dân thế giới đối với Giáo hội La Mã. Giá trị và tầm quan trọng của ngày thống nhất đất nước Việt Nam vào ngày 30 tháng 4. Đó là những cái bài viết của chúng tôi đó. Rồi giáo thư ngõ gửi giáo hoàng John Paul đệ nhị vào ngày 19 tháng 9 năm 1999. Rồi giáo hoàng Pius 12 dưới mắt một người dân Việt Nam. Tôi đã nói về cái tội ác của ông mưu đồ dùng bom nguyên tử để đổ xuống giải vây cho quân đội Pháp bị bao vây ở Điện Biên Phủ vào mùa xuân năm 1954. Rồi một loạt bài gọi là họ và chúng ta. Họ đây là những người Kitô giáo, chúng ta là dân Việt Nam. Thì loạt bài này cũng khá dài. Loạt bài gửi các giáo sư và học sinh kiểu mẫu Thủ Đức. Thế loạt bài này cũng khá dài, tới 6 phần. Rồi loạt bài khi nhà văn lạm bàn lịch sử, tức là ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, ông ấy không biết gì về lịch sử mà ông ấy nói bậy về lịch sử. Thí dụ như là trong một cuốn băng 80 thì phải, ông ấy nói rằng vì Bắc Hàn không tấn công Nam Hàn cho nên Nam Hàn có cơ hội phát triển kinh tế. Thì tôi nói ông ấy dốc, vì tôi đã từng viết cái chuyện Nam Hàn, Bắc Hàn tấn công Nam Hàn ở trong cái cuốn sách này vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, và cuộc chiến này rất là khốc liệt cho đến bây giờ, kéo dài cho đến ngày 27 tháng 7 năm 1953. Thế thì tức là ông ấy dốt nát về lịch sử, nhưng mà lại cứ thích hoành hoang nó khoác về lịch sử, mà ông này sau này còn mang cái bệnh đó.
Mà thực ra tôi có thể nói thẳng như thế này, những người Kitô giáo và những người mà tiếp nhận sự học ở bậc trung học ở miền Nam Việt Nam cũng như thời ông Bảo Đại không được học lịch sử thế giới, không được học quốc sử cho đến nơi đến chốn, cho nên họ rất dốt về lịch sử thế giới, rất dốt về lịch sử giáo hội La Mã, rất dốt về quốc sử, không biết gì về tình tự dân tộc và rất dốt về kiến thức tổng quát. Cũng vì thế mà khi họ có tới mấy chục ông trí thức có khoa bảng, có bằng tiến sĩ mà thuộc về các ngành luật, ngành triết gì đó, thì viết những cái bài liên hệ đến cái lịch sử Việt Nam mà bị tôi phản bác. Tổng số cái con người mà tôi phản bác lên tới gần 20 người. Cái bài phản bác đó là tôi có nói là những bài phản biện không thể phủ bác. Bài này có được phổ biến ở trên sách hiếm, đa số là tới gần 20 ông trí thức khoa bảng có bằng tiến sĩ luật, triết sĩ triết nhiều lắm, đều không trả lời tôi được. Vì họ không phải là dân sử, không học sử, không lăn lộn với nhân dân giai cấp bị trị, mà là cứ nhảy ra là viết lịch sử. Thì dĩ nhiên là phải viết sai. Cũng giống như là ngay những người ông bác sĩ y khoa đó, nếu ông là người chuyên môn về mắt hay là tai mũi họng thì ông không biết gì về những cái đỡ đỉa cho các bà, nhưng mà họ phải thú nhận rằng họ không biết, họ không dám tới tới. Nhưng các ông trí thức qua bảng không được học sử ở bên trung học, rồi đến lên đại học thì học một cái ngành khác, lại nhảy ra đòi viết sử, lòe thiên hạ bằng cái mình có cái bằng tiến sĩ đây, thì nói gì cái thiên hạ cũng nghe. Xin các ông chấm dứt cái hành động mập mờ đánh lận của đền như vậy đi. Từ nay giờ đi tôi yêu cầu các ông trí thức Việt Nam mà không được học lịch sử ở bậc trung học mà lại không học sử ở đại học thì đừng có nói về lịch sử nữa. Và đặc biệt cả những cái người được huấn luyện trong cái ngành lịch sử như là ông Hoàng Ngọc Thành, ông Phạm Cao Dương, ông Trần Gia Phụng đều là những người giáo sư được đào tạo trong ngành sử và dốt đặc về lịch sử Việt Nam, cho nên tôi đã có những cái phản biện của ba ông giáo sư này mà các ông đều chạy cờ không dám trả lời tôi. Xin hỏi cái lý do nào những cái tác phẩm đó trở thành sách hiếm? Thưa quý vị, sách của chúng tôi thì bây giờ chưa có được đem về Việt Nam in, và ở này thì chỉ có nhà tiến sĩ Vũ Ngọc Chiêu là về sử thì in được sách của chúng tôi. Nhưng mà khi mà đem ra giao hàng cho các tiệm sách thì họ đến họ đe dọa. Một trong những tiệm sách đó tôi biết là tiệm sách Văn Nghệ của ông Tiết, tôi không nhớ là họ, mà ông này á thì người miền Nam là cựu tu sĩ Phật giáo, lấy vợ là người Bắc Kỳ. Thế thì khi mà tôi xuống thì ông ấy muốn mời tôi đến để ngồi thuyết trình, để nói về tại sao tôi viết sách. Thì sau đó thì tôi đã viết được hai cuốn, tức là cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư và cái cuốn Thực Chất Giáo Hội La Mã. Tôi đến tôi nói chuyện với ông thì ông ấy nói cho tôi biết rằng là những người của Giáo Hội La Mã, tức là tín đồ Giáo Hội La Mã, tay chân của các ông tu sĩ Việt Nam ở hải ngoại đến tận nói chuyện với ông là không được bán sách của chúng tôi. Thì ông ấy hỏi tại sao vậy, thì ông ấy trả lời rằng ở đây là vì sách của này là nói đến Giáo Hội La Mã không được bán. Thì ông nói ở đây sứ tự do, thì kia họ đầu hàng, nhưng mà sau đó về họ xúi dục vợ ông ấy, gây gỗ với ông ấy, làm cho cái gia đình của ông ấy tan nát, bà vợ ly dị, rồi cái tiệm sách đó bị phá sản. Rồi cái hành động khốn nạn này của những cái người Kitô giáo và quạ đen người Việt ở hải ngoại này, họ đã xúi dục cái vợ ông Chào Lý Nguyễn, đem ông ấy ra xử lý như là một ông quan tòa của tòa dị giáo, xử ông ấy, cả vợ lẫn con ông ấy. Cuối cùng ông ấy phải cuốn gói ra đi khỏi nhà để được êm ấm trong gia đình. Đó, cái chuyện đó thì chính ông ấy có viết sách kể lại. Và gần đây nữa, ông luật sư Hoàng Duy Hùng, ông ấy có nói nhiều chuyện về thơ thực của ấy, thì chính vợ ông ấy cũng bị người ta xúi dục ly dị. Thế cái hành động khốn nạn đó là do giáo triều Vatican chủ trương dạy cho giáo dân phải làm như vậy, bằng cớ là chính cá nhân tôi này, ông giáo sư Nguyễn Văn Trung đã đến tận nhà tôi nói chuyện về vấn đề không nên viết sách. Và ông ấy nói lên một cái câu như thế này, ông nói nếu bây giờ chúng tôi lập một cái hội nghị mà để xét về những cái tác phẩm của ông thì ông nghĩ sao. Tôi trả lời rằng nếu cái hội nghị mà ông lập ra gồm toàn những người tín đồ của Giáo Hội La Mã, như là ông Nguyễn Văn Chức, ông Chú Gàn, và là ông Cao Thế Dung, ông Chu Tất Tiến, thì cuốn sách của tôi vất vào sọt rác. Nhưng mà ngược lại, nếu cuốn sách của tôi được những nhà trí thức đã từng là nạn nhân của chế độ Ngô Đình Diệm thì ông nghĩ sao? Ông không trả lời. Cuối cùng thì ông lại nói với vợ tôi rằng, nói bằng điện thoại sau đó là
nhiệm vụ của bà xã tôi phải làm cái nghĩa vụ của tông đồ. Bà xã tôi hiểu ngay rằng là ông ấy nói như vậy là xúi dục tôi, xúi dục bà xã tôi chống lại tôi, phá cái hạnh phúc của tôi. Đó, cái thủ đoạn của giáo chủ Vatican nó hiểm độc như vậy, nó dã man như vậy, luôn luôn là họ làm cách như vậy. Mà tôi tin rằng còn nhiều trường hợp khác cũng giống như vậy nữa. Chính vì vậy mà sách của tôi không được bày ra bán ở đây và ở Việt Nam không in. Và như tôi tặng cái cuốn sách này cho một người bạn đó là gốc Công giáo thì là thân với tôi. Tôi có để ký, đến lúc mà ông đem cho người bạn xem thì ông phải xé cái tờ tôi ký đi, ông không dám thò ra. Rồi cái anh Nguyễn Phan Lạc Trang Đông là cái người bạn do Nguyên Vũ giới thiệu để mà lo tổ chức cái ngày nói chuyện của các nhà văn ở Bắc Mỹ vào ngày 20 tháng 12 năm 1997. Rồi sau đó họ đe dọa đến nỗi là tôi gặp anh Phan Lạc Trang Đông không dám nhận tôi là người bạn nữa. Cuối cùng tôi gặp ở một cái chợ thực phẩm thì tôi hỏi, ủa sao đâu đây tôi không gặp anh? Thì ông ấy thấy có người đấy, ông nói tôi đâu có quen biết gì anh. Ông trả lời tôi như vậy. Thế thì có những cái người mà nó bị đe dọa như vậy, mà có những cái người cũng hèn hạ như vậy. Đó là vì vậy mà sách của chúng không được phục và bày biện. Rồi bạn bè thì tất cả những người nào đã từng là bạn của tôi nhưng mà là Công giáo, từ giã tôi hết. Và những người bạn cũng là không phải là Công giáo nhưng mà còn chơi thân với tôi thì vì nghề nghiệp cho nên họ xúi phải bỏ. Thí dụ một ông bạn, tôi xin giấu tên, ông ấy làm cái nghề quảng cáo thì ông ấy cần có cái tờ Người Việt Tây Bắc để quảng cáo. Thì cuối cùng ông ấy bị cũng từ giã tôi, không có dám liên lạc với tôi, sợ mất khách. Đó là thành ra sách của chúng tôi với anh Trần Trung Ngọc của ông Trao Liên Nguyễn nó trở thành hiếm. Thế mới bà xã tôi làm cái bề ấy đó, mới nói rằng là lấy cái tên là sách hiếm, là đúng nghĩa của nó, là hiếm người được đọc cái tài liệu của chúng tôi. Mà bây giờ thì chúng tôi rất là sung sướng, lại có cái kênh của anh Vũ Quang lại nói lên, nêu đích danh những tên thế lực tội đồ là Vatican với lại cái tập đoàn tội đồ của dân tộc Việt Nam là chế độ Ngô Đình Diệm với những người thờ Ngô Đình Diệm.